Hôm nay Dũng làm mấy cái mồi này để Dũng đi đặt ếch á. Hôm nay Dũng đi đặt lợp, cái Dũng thấy mấy con ếch nhảy chởm chởm nhiều quá. Nay mình thử mình lấy mấy con cá giăng lưới, mấy cá đặt lợp mình còn dư nè. Mình bầm 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 nhuyễn nhuyễn ra mình ướp với tỏi với dầu chuối, mình đi đi đặt lợp ếch thử hôm nay coi có ếch không, thấy nó nhảy quá chừng luôn. Mấy con cá dùng dụng này nè, mình với ốc này, mình ốc bươu vàng mình bắt mình lễ lễ ra nè. Mình bầm nhuyễn nhuyễn, mình bầm hơi hơi vậy thôi. Rồi xong rồi chút xíu cái mình bầm tỏi vô nữa, mấy củ tỏi này nè. Bầm vô. Con cá này thúi để sáng giờ. Con thúi mình ớt khoái lắm. Sình. Cua nữa nè, mua cua. Mua cua mình để hồi để vô cho nó thủm 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 mình ớt khoái. Mấy bữa nay nước nhiều quá ớt nó đi mấy bờ đê á, nhảy tủm 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 tủm. Ớt hôm nay không có nhiều, bị mùa mưa đầu mùa đó mấy người ta cầm xiệt, người ta xiệt hết trơn, ớt nó bắt cặp nó đẻ đó, người ta xiệt nó bắt hết trơn nên nó đẻ không không kịp, đẻ không kịp lớn. Hôm nay ớt ít, hôm nay cá nhiều mà ớt thì ít. Xong mình bầm nhuyễn 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 này, xong cái mình hồi mình đập mấy miếng tỏi vậy nè. Trộn chung vô có mùi rồi, cái chiều chiều trước khi mình bỏ vô lợp ếch á, cái mình để dầu chuối vô bằm chung với cá. Bây giờ chiều rồi nên mình đi chuẩn bị đi đặt. Giờ mình để hai ống dầu chuối vô, dầu chuối này mình mua ở ngoài tiệm tạp hóa người ta bán nhiều lắm. Hai ống thơm dụ mấy ếch nó lại, quậy lên cho đều. Giờ mình bỏ mồi vô. Thơm. Miếng ếch phái cho thấy. Nay Dũng sáng sớm nay Dũng đi thăm lợp ếch. Tốc độ chậm chậm anh, nay nước lớn nhiều quá, cái lợp chắc nó rút. Nó lút cái lợp hết. Quá chừng luôn. Đồng, này là đồng ngoài sau nhà của em Bo á. Cái vàng bầu bí, vàng mớp của người ta trồng. Ta thuê đất của em Bo, người ta làm mà nước năm nay nhiều quá nó chết hết trơn rồi. Cái lợp đầu tiên của mình nha. Rồi nước ngập lút hết rồi cả nhà ơi. Hôm nay tự nhiên nước nhiều quá nhiều rồi. Lút hết trơn rồi. Quá trời nhiều nước rồi. Rồi mình đặt ở chỗ này nè. Giờ mò. Rồi đây. Nước lút chưa, không có ếch. Có nó cũng chết queo hết. Nước lút hết trơn, không có cái gì. Cái đầu tiên chắc quất. Tình hình không khả quan rồi cả nhà ơi. Cái đầu tiên nước ngập lút ở trên không có ếch. Mấy cái sao không biết có nước ngập không. Mình thì không có phái làm mấy cái nghề. Mình thì ham săn bắt ở mùa nước lũ ở quê mình thôi, chứ ở dưới quê mình mấy cái nghề mà đặt lợp hay giăng lưới giăng câu người ta bỏ hết rồi. Người ta đi làm hết, không có ai mà làm nghề này nữa hết. Mình lâu lâu mình về quê có dịp, mấy dịp này mùa lũ á, mình ha mình săn bắt về chế biến cho với mẹ cho vui. Thiên nhiên có sẵn mình bắt thì ăn chơi thì thôi chứ không có làm nghề này. Mấy anh em sớm hồi lần mình biết hồi xưa ở sớm mình người ta làm nghề này, người ta bỏ hết, người ta đi làm hết rồi. Nhà thấy năm nay nước ngập lên láng hết trơn. Mấy cái vườn rau mướp bầu bí rồi của người ta chết trơn, dưa leo ta không làm nữa, nước lũ. Mình đặt ở trong cái, mấy cái clip chuối nè, không mà đi giăng lưới á, nó nhảy ếch nhảy chấm 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 chỗ này nữa nè. Hy vọng cái này có nha. Thì mình vô thăm. Lỗ nước, lỗ nước. Lỗ nước không à. Ô mình đặt cái này mà hy vọng có nha cả nhà. Cái này mình đặt ngay cái đường nước nè, chảy nè, thường ếch nó lại hay
đi chỗ mấy đường nước đi kiếm ăn đó. Cái thứ hai nha, mà nồi hộp nha, chỗ này mình hy vọng là có nha, không có là chút quớt bữa nay luôn á. Ôi có cái nhà ơi, có rồi, không biết mấy con đây, mình thấy nó nhảy rồi. Ui 1, 2, 3, 4 con. Ui vô mánh rồi. Rồi nè, nó vô lập ếch cái mỏ đó nè. Thường ếch vô lập là cái mỏ nó như vậy nè, cái nhà mỏ từ lưa hết trơn rồi nè, nó quá đã. Cái thứ hai vô mánh rồi, vô quá đã luôn. 4 con ếch đồng chính hiệu, vậy là đủ ăn rồi, khỏi cần dính nữa cũng được. 4 con là thấy ngon rồi. Cái thứ hai dính được 4 con nha cả nhà, ếch đồng chính hiệu luôn. Cái đầu dính chất quất mà tưởng không dính rồi, cái đầu mới khai trương mà mở hàng không dính chất dầu. Cái thứ hai 4 con cho mình đi thăm tiếp, nước lên láng luôn. Đặt dài dài mấy hàng chuối nè, mấy cái nè. Cái này cái tiếp theo nha cả nhà, cái thứ ba đặt cho mua lùm vậy nè, hy vọng là có ít già mà nước ngập quá cái chất quất nữa rồi cả nhà ơi. Rồi cái này qua mình canh nước, mình canh nước không được, không kịp, nước nó gồ đi nè. Mình đặt ngay chỗ này nước ngập hết rồi, dính ớt nó cũng chết nữa. Tình không có rồi cả nhà ơi. Biết ngay mà, có ngập nước là màu nó ra hết. Giờ mình lội mình thăm cái tiếp theo. Đây là cái hầm cá của người ta nuôi. Cá quá chừng, cá hô, cá trê, cá cha, cá trắng quá trời mà nước ngập nó ra trơn luôn nè. Bờ đê nè, đê hôm nay nước ngập. Mình đặt cái này đây nè, cái này nước chảy dữ lắm, nước mà lớn chảy dữ lắm. Cái này hên còn nằm trên bờ, hy vọng là có. Cui à, hai em ơi, ba con ếch. Ba con ếch chà bá luôn. Ui đặt lợp ếch này thấy ham nó vô là vô vậy đó. Ui đã quá, ba con nữa vô mánh rồi, vậy là thấy chúng rồi đó. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Dùm nè, con mắt đó nè. Đúng rồi. Bây giờ thăm mấy cái rồi vô rồi. Ôi mà nó đặt ở đây cái nè, nước ngập hết trơn à. Cái nào mà nước ngập á, không có. Mình qua mình canh nước, ngày mà nay nước lớn đột xuất nữa. Rồi ướt, lặn nè, rồi chìm nghỉm, không có. Tiếc ngay. Cái nào nước ngập là không có cả nhà ơi. Chiều qua mình có đặt mấy cái lợp ở trên cái đám rau dừa, mình có đặt cái lợp cá lóc ngay chỗ đó luôn. Mình sẵn thăm lợp cá lóc luôn. Trên rau dừa này nó không có chìm, hy vọng có ếch. Mấy con ếch nó hay lên mấy cái đám rau này, nó nằm dưới đây lập bình dưới rau này nè, nằm nó ăn mồi. Ở mình đi mình đặt lợp ếch, đặt lợp cá lóc á, nó cũng thấy nhỉ chậm. Lợp cá lóc mình đây nè, lợp cá lóc. Dở là có lóc trước đi, thế là ếch sao. Cái này đặt mấy bữa nay nước rong cá nó cũng ít dính, nước nó rong đi đâu hết rồi. Trời ơi có lóc chết rồi cả nhà ơi, uổng ghê. Lúc nước hay sao có lóc nhỏ, nhưng cái lóc này nó bị ngập nước chết uổng ghê. Cái lợp này mà mình lũ xuống mà nước nó lúc cái lợp á, đặng cá nó chết. Ôi giờ mình chuyển qua mình thăm cái lợp ếch, mình đặt con kế bơ luôn nha nè. Ui nó không có ngập nước. Ui hai con nằm chung ngóc. Ui hai con
Ủa, cái bụng vàng khè đá ghê không, ở vô lợp cái mỏ nó là tờ lưa hết trơn. Ham ăn hả con? Chín. Ôi, một con cá lóc chết với hai con ếch. Mình để đây đi, lại anh kia mình thăm cái nữa. Trong cái giường này nè, một cái trong cái giường này. Giường này hy vọng với thách bự. Thăm ngoài đồng vịt cò nhiều lắm. Giờ mình vô đó mình lủi mình thăm cái nữa. Sẵn không tiện mình đi thăm mấy cái lợp cá lóc luôn. Vịt nó bò nhóc kêu cạp cạp cạp. Đặt cái trong bụi này nè. Đó, mình lủi trong cái bụi này nè. Tối ếch nó lên mấy cái gò này nè, kiếm ăn nè. Mình tự tin mấy cái này là có. Nước nó cũng hơi ngập mà. Ngập. Ủa lợp luôn. Ui. Ui. Ồ, có nó. Có mấy em đây. Mấy chỗ này là mình tự tin lắm. 1, 2, 3 em. Thôi vậy cũng được rồi, vậy cũng trúng rồi. Hôm nay đặt quá ngon. Đã. Ếch già. Dính được con ếch già. Rồi. Giờ mình đi thăm lợp cá lóc. Hết sáng giờ cũng được rồi. Có trúng có không dính. Có dính. Mình thấy vậy là quá ok. Thôi giờ mình đi vô thăm mấy cái lợp cá lóc. Không có rồi. Mấy hôm nay nước rong nước nhiều á, cá nó tản đi hết rồi. Nó không dính nhại như mấy bữa trước nữa. Rồi thăm mấy lợp ếch cũng dính cũng được rồi. Có ếch chứ biến với mẹ mình nè. Mình tận dụng mùa lũ đấy. Mình bắt này chứ hết lũ là mình với mẹ mình mua không à cả nhà ơi. Về ở với mẹ mình có săn bắt được gì săn bắt cho đỡ tốn tiền. Đây cái lợp ếch của mình. Vỏ ếch của mình đây. Vô thôi. Đó. Vậy nhà mình nó ngập quá trời này cả nhà. Ngập mênh mông đi. Hôm nay nước nhiều. Ôi nước chấm 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 chấm. Vườn đan mà nó ngập luôn. Chỗ cái đường giờ mình ra nó hơi cao nó ngập còn cái chỗ này ngập trên. Ngập nước trên. Hai cái đặt chín cái mắc hai cái. Đã. Cái này mấy cái. Ếch cũng không có bự không hết. Có con ếch bự đó, ếch đó bự đó. Quá thấy ham ăn nữa, nước lên rồi nước lên là mình kiếm ếch cá rồi ngon lành. Quá ngon. Ô, quá trời thấy ham luôn nữa. Chín cái rồi mắc hai cái. Ồ cái này nhiều nè. Bốn con. Này là ba bốn con vô lượt là. Cái này không có. Mắc hai cái rồi. Ếch cũng bự nhưng mà dạng cũng trung trung chứ không bự không nhỏ. Có mấy con bự nè. Ô, thấy ham không? Trời luôn, ếch này giờ làm gì ăn xào mặn xào ớt là ăn ngon. Ếch đồng thì nó ngon. Nhiều quá mẹ.